Khoảng nửa tháng trước từ cơn sốt món gỏi gà măng cụt xanh thì giá măng cụt đầu mùa luôn nằm ở mức từ 60 đến 80 000 đồng 1 kg. Tuy nhiên trong một tuần trở lại đây loại trái cây này ở đồng bằng sông Cửu Long đang rớt giá từng ngày và từng giờ. Theo đó thương lái thu mua tại vườn chỉ 15 đến 20 000 đồng 1 kg tùy loại, tại vựa chỉ khoảng 20 000 đồng. Theo các nhà vườn do bước vào thu hoạch rộ nên là thương lái rất ít ghé vườn măng cụt để thu mua như khoảng 10 ngày trước đây. Do giá bị rớt liên tục nên nhiều nhà vườn thu hoạch xong rồi mang ra ven đường để bán cho người đi đường và khách du lịch với giá cao hơn từ 5.000 cho đến 10.000 đồng một kg. Được biết trước đây, người tiêu dùng thì thường chỉ mua măng cụt đã chín về làm món tráng miệng. Còn 2 năm trở lại đây thì măng cụt xanh tức là chưa chín lại là, là trái cây được người tiêu dùng Việt Nam tìm mua để chế biến thức ăn. Và đặc biệt khoảng vài tháng gần đây, món gỏi gà măng cụt bỗng trở thành cơn sốt, khiến giá măng cụt xanh đã gọt vỏ tăng giá từ 350.000 đồng lên 550.000 đồng 1 kg. Mức này đang cao hơn khoảng 30% so với năm ngoái.